Xin chào mọi người, em là Khánh, em xin giới thiệu và chia sẻ đến những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một cặp lục bình sứ hàng đất trắng men khử họa tiết vẽ tay, hay được gọi là dòng men lam. Mẫu họa tiết chế tác ở trên tác phẩm này là nhị cảnh, hình ảnh công danh phú quý kết hợp với hình ảnh kim kê đại cát. Kích thước của cặp lục bình này là cao 1m4, nguyên thân bình, đường kính bụng là 42. Và hiện tại em đang để lên đế gỗ. Đế gỗ này thì chiều cao là 15 cm, như vậy là cặp lục bình này kích thước cả đế là lên là 1m55. Và để tạo ra cái cặp lục bình này thì nguyên liệu làm sẽ phải làm từ đất sét trắng được tinh luyện nghiền trong vòng là 60 giờ. Nghiền cái đất sét này ra để hạt nó sẽ nhỏ và mịn. Đất sét này thì tiếp theo đó lại phải được lọc, loại bỏ toàn bộ tạp chất ở trong đất ra và nhiệt độ nung lên đến 1.300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra cái loại sứ mà trắng tinh như đá như thế này. Dòng này gọi là dòng men trơn nhé, men trơn vẽ tay hoàn toàn. Em sẽ gõ thử cho mọi người nghe cái âm thanh. Âm thanh thì rất đanh, trong và vang tiếng, là âm thanh. Dòng này khi mà sờ lên sẽ trơn mịn và mượt như là sờ lên trên kính ấy. Với những không gian phòng thờ hay là phòng khách, nhà anh chị nào mà trưng bày lục bình ấy mà thường bị bụi thì mọi người nên lựa chọn những cái tác phẩm mà trơn như này, vệ sinh lau chùi đơn giản. Màu sắc và độ bền của sản phẩm là trường tồn với thời gian, không sợ phai mờ sừng màu trong quá trình sử dụng, nó sẽ như thế này mãi mãi nhé. Và tất cả những sản phẩm này thì bên em đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không xếp mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Trọng lượng của một chiếc lục bình như thế này nó sẽ rơi vào khoảng tầm trên 30 cân. Về kích thước trọng lượng thì không đôi nào giống đôi nào cả, bởi vì cái hàng sản xuất thủ công như thế này nó sẽ có sự chênh lệch khác biệt. Và cùng là một đôi như thế này thì cái họa tiết ở trên tác phẩm cũng không giống nhau 100%, và đây là cái đặc trưng của hàng vẽ tay. Cảnh đầu tiên em giới thiệu đến mọi người trên cái tác phẩm này là cảnh hình ảnh kim kê đại cát, hình ảnh gia đình gà, gà trống, gà mái và gà con. Đây là cái biểu tượng cho sự no đủ, sum vầy, đoàn tụ, đoàn viên của một gia đình ấm no hạnh phúc. Cây tùng này, hoa cúc này, hoa đào này. Ở trên một tác phẩm vẫn có bốn loại cây, loại hoa biểu tượng của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Gõ bằng tay vào thôi rất đanh, trong và vang tiếng. Trên cổ thì được trang trí họa tiết nhị cảnh là chim hoa. Đây, trên ổ cổ đây cũng được trang trí họa tiết nhị cảnh là chim hoa. Với cái mẫu này thì anh chị có thể bày được 3 kiểu. Kiểu thứ nhất là anh chị có thể trưng bày một mặt là hai mặt cùng là hình ảnh kim kê đại cát ra như thế này. Anh chị cũng có thể bày một mặt là hình ảnh chim công và một mặt là hình ảnh kim kê đại cát. Em sẽ quay cho mọi người cùng nhìn nhé. Trước khi quay em sẽ đến cái phần hông của tác phẩm. Phần hông thì được trang trí họa tiết là hoa dây, vẽ rất là kỹ như thế này. Đây là phần hông, trang trí họa tiết hình ảnh là hoa dây. Ở giữa thì được trang trí hình ảnh là chữ thọ này. Đây là chữ thọ. Trên cổ trang trí họa tiết là chữ thọ. Vẽ rất là kỹ, vẽ tỉ mỉ. Vẽ một cặp như thế này thường sẽ mất từ 4 đến 5 ngày để vẽ hoàn thiện xong một cặp lục bình như thế này, vẽ tay. Anh chị có thể trưng bày một mặt chim công và một mặt kim kê đại cát ra như thế này. Với cái mẫu nhị cảnh này thì mình có thể thay đổi cái cách bày trí cái họa tiết để tạo nên sự khác biệt, sự đổi mới cho cái không gian của nhà anh chị. Đây là mặt chim công nhé. Chim công và hoa đào. Chim công và hoa đào là biểu tượng cho phú quý giàu sang. Biểu tượng cho phú quý giàu sang. Một cặp chim công còn thể hiện cho tình cảm vợ chồng bền chặt sắt son, gia đình ấm no hạnh phúc. Mặt chim công. Cặp này thì anh chị có thể trưng bày ở phòng thờ cũng đẹp, mà trưng bày phòng khách cũng sang mọi người nhé. Dòng này gọi là dòng hàng đất trắng men khử. Đất trắng men khử. Chất xứ này thì như anh chị nhìn thấy rồi, nó trắng như đá như thế này. Trắng như đá. Chất xứ này thì trong cái dòng vẽ tay thì đây là chất xứ cao cấp nhất tính đến thời điểm hiện tại. Thực ra thì mỗi dòng nó sẽ phải làm từ một nguyên liệu và một chất men khác nhau, nhưng mà với cái dòng hàng xứ khử như thế này thì cái chất xứ này là đẹp nhất tính đến thời điểm hiện tại mọi người nhé. Đây là mặt trang trí họa tiết là hình ảnh chim công và hoa đào. Đây anh chị có thể nhìn thấy em đang bày hai mặt ra để mọi người cùng ngắm nhìn. Ở trên cổ cũng được trang trí họa tiết là chim hoa ở trên cổ của tác phẩm đây.
Về độ dày của lục bình thường nó sẽ dao động từ khoảng 0,6 cho đến 0,7 cm, trên 0,6 đến 0,7. Đây là cái độ dày của cái thành bình. Dòng này dòng đổ khuôn nhé, đổ khuôn ra. Thường thì lục bình sẽ phải đổ khuôn tách rời hai phần. Từ phần này, từ phần tay em đổ lên trên là một khuôn này, từ phần tay em đổ xuống là một khuôn. Sau đó chắp lại khi vẫn còn là đất, sau đó làm hoàn thiện lại và vẽ họa tiết lên bên trên, sau đó phủ men. Và thế nên là nhiều khi anh chị sờ trên phần cổ này là sẽ có cái độ gờ nhẹ ở trên phần cổ này, đó là cái phần vết chắp nối vào. Không phải là đổ khuôn một phát là ra được cái thành bình này luôn, mà sẽ phải chắp từ hai phần lại, là một lưu ý dành cho mọi người. Và lục bình thì kể cả hàng cao cấp đến mấy hay hàng thường thì chân lục bình khi mà kê lên mọi người vẫn phải chêm lại đó, bởi vì nó sẽ có độ dơ, đất nó sẽ co ngót chứ không phải là đặt vào nó sẽ phẳng như hai miếng gạch đặt vào nhau. Đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người. Kim công và hoa đào vẽ tay rất là tỉ mỉ và chi tiết. Và những cặp lục bình như thế này nó sẽ dao động tầm trên 30 triệu một cặp. Giá lục bình nó phụ thuộc rất nhiều vào cái họa tiết chế tác ở trên tác phẩm. Giả sử như đây là một mẫu nhị cảnh chim công và hình ảnh kim kê đại cát. Nếu như mà anh chị quan tâm đến mẫu này thì mọi người vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm gửi qua fanpage hoặc gửi qua Zalo số điện thoại em đang gắn ở bên trên video để bên em biết được chính xác mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Còn nếu chỉ nói cái tên thì có rất nhiều kiểu mẫu chế tác họa tiết cùng một cái tên nhưng mà cái cảnh vẽ nó khác nhau và cái mức giá của nó cũng sẽ khác nhau. Đấy là một cái lưu ý dành cho mọi người. Thế nên là khi mọi người quan tâm đến mẫu nào mọi người vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm. Và những cái mẫu lục bình mà hàng xứ khử, đất trắng men khử như thế này, cao 1m55 cả đế, nó sẽ dao động từ khoảng tầm 29 cho đến tầm trên 30 triệu. Cũng có những mẫu nó lên đến 4-50 triệu một cặp, tùy thuộc vào cái mẫu vẽ họa tiết ở trên tác phẩm. Và bây giờ em xin phép được quay cận hơn vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này. Và rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.
Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay điều kiện để có thể đến tận nơi để xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy là em đã làm những sản phẩm thành video chi tiết nhất để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm. Và hiện tại bây giờ em đang làm hai kênh, một kênh là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì em sẽ đưa rất nhiều những dòng sản phẩm của Bát Tràng lên trên kênh và mọi người có thể truy cập vào kênh để tìm kiếm những dòng sản phẩm bao gồm như là đồ gia dụng, ấm chén bát đĩa, đồ thờ và đồ phong thủy. Và một kênh thứ hai là kênh vật phẩm phong thủy. Kênh vật phẩm phong thủy thì em sẽ chỉ chia sẻ những sản phẩm bình gốm phong thủy lên trên kênh để cho mọi người có thể tìm dễ dàng hơn. Và mọi người có thể truy cập vào kênh vào mục danh sách phát, tìm kiếm những danh mục em đã chia nhỏ ra để mọi người có thể tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Và cũng rất mong được mọi người ủng hộ hai kênh bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam do chính tay người Việt làm ra. Và cũng rất cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh của em. Và rất cảm ơn mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.